Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa chào script cơ bản tại F8 Và ở trong view này chúng ta sẽ cùng nhau học về đối tượng Tom Thì đối tượng này nó là một uh, thuộc tính nằm trong một element node các bạn nhé Hiện tại là mình đang tạo sẵn một uh, element Mình đã tạo sẵn một element là box thì các bạn nhé Là một thẻ deep đây à, Và bên trong của nó cũng không có nội dung gì cả à, Sau đó là mình đã get ra cái element này Với cái thuộc tính là Core và class là box Mình sẽ in ra cho các bạn cùng nhìn thấy đó như các bạn đang nhìn thấy ở bên tay trái màn hình, bên tay phải màn hình đây các bạn đang nhìn thấy thằng element box đã được in ra. Thì cách đây khoảng 2 video mình có giới thiệu các bạn cái cách tự học những thuộc tính ở trong JavaScript đúng không? Thì các bạn đã được nhìn thấy mình đã nói qua một thuộc tính là style thì thuộc tính này sẽ cung cấp cho các bạn những cái getter hoặc setter để các bạn có thể lấy được ra những cái value của CSS inline hoặc là các bạn có thể set được CSS inline cho một element các bạn nhé Thì uh, CSS uh, cái đối tượng style này khi các bạn uh, in nó ra các bạn sẽ nhận thấy rằng các bạn đã nhận được một đối tượng tên là uh, CSS style decoration. Thì đây là đối tượng của thằng uh, JavaScript uh, ở trong uh, Web API nó đã định nghĩa sẵn cho một uh, element node các bạn nhé Thì bây giờ các bạn mở ra các bạn sẽ nhìn thấy nó có những cái thuộc tính uh, mà các bạn sẽ thấy nó rất là quen thuộc khi các bạn làm việc với CSS ví dụ như là Align content này item này, overlay self này các bạn thấy không ạ? Hoặc là những cái thuộc tính về background, đó rất là quen thuộc. Các bạn đã làm việc với nó trong CSS rồi, nhưng tuy nhiên đấy thì cái cách viết ở bên này nó lại khác một chút. Ví dụ như khi các bạn uh, viết CSS thì cái thuộc tính là background-position chẳng hạn nhá. Đây thuộc tính này đi. Thì các bạn sẽ viết nó như này. Sẽ có cái dấu gạch ngang ở đây khi viết CSS. Đó, được chưa ạ? còn ở bên uh, cái thằng uh, thuộc tính background position nằm trong đối tượng size mà mình đã in ra thì các bạn lại nhìn thấy nó viết theo cái dạng là viết hoa cái uh, viết thường cái từ đầu tiên và từ cái từ thứ hai trở đi là nó sẽ viết hoa cái chữ cái đầu lên thì với cái kiểu này nó gọi là kiểu camel case các bạn nhá đây này đó đó camel case các bạn nhá thì ở đây À, tại sao lại gọi là camel thì nó là cái cái, cái bướu lạc đà đấy các bạn, cái bướu lạc đà nó nhấp nhô ấy. Camel case nó thể hiện là khi các bạn sử dụng cái cú pháp viết kiểu nhấp nhô như vậy nhưng nhớ là cái từ đầu tiên thì nó sẽ là uh, viết thường các bạn nhé. Ok, thì uh, các bạn nắm được cái sự khác biệt giữa cái thuộc tính series sử dụng cái dấu gạch ngang và cái kiểu uh, sử dụng cái chữ cái đầu của từ thứ hai trở đi là viết hoa thế này, này thôi nhá. Ok, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nào. Uh, bây giờ cái cloud box này của mình ý, mình đang không để nó có nội dung gì cả. Thì uh, bây giờ mình sẽ đi làm một cái việc là set cho nó có kích thước chiều ngang chiều dọc và một cái background nha các bạn nhá. Thì bây giờ mình có thể đi set như thế này. Uh, đứng từ element gọi từ cái đối tượng style và chấm tới cái phương thức uh, cái thuộc tính, cái thuộc tính mà chúng ta muốn sử dụng cho CSS. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ sử dụng cho nó có thuộc tính chiều ngang là bằng khoảng 100 pixel để ạ? Mình sẽ cho nó có cái chiều dọc là bằng uh, 200 pixel. Uh, mình sẽ cho nó cái background color background color đó viết hoa cái chữ C lên các bạn nhé đó và bây giờ mình cho nó là màu đỏ chẳng hạn mình refresh à, đó như các bạn đang nhìn thấy đây chiều ngang là 100 và chiều dọc là 200 đó như các bạn đang thấy và có background color là bằng màu đỏ đó thì các bạn có thể sử dụng bất cứ thuộc tính nào mà các bạn nhìn thấy nó tồn tại ở trong cái element này thì các bạn đều có thể đều có thể sử dụng để thay đổi nó qua element node và cái phương thức à, thuộc tính style của element node các bạn nhé thì bây giờ ấy, thì như các bạn đang nhìn thấy thì có một cái vấn đề là mỗi khi set ra một cái style này thì các bạn sẽ lại phải làm sao lại phải lại phải thêm một cái dòng như thế này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn có thể viết được nhiều cái style Tức là nhiều thay đổi nhiều cái thuộc tính style của nó Của một element mà lại không cần phải viết ra nhiều dòng như này nhé Thì ở trong JavaScript ấy, nó có một đối tượng là object Bản thân cái thằng style này nó chính là một object các bạn nhé Là một đối tượng đấy Thì các bạn có thể gọi tới một cái phương thức là assign assign ở đây nó sẽ là kiểu là gắn các bạn có hình dung như vậy thì bây giờ các bạn nó sẽ nhận cái function assign này nó sẽ nhận ở đây là nó sẽ nhận nhiều nhiều đồ số nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ cần cần quan tâm tới hai đồ số ở trong video này thôi Sao, sang khoán nâng cao thì mình sẽ giải thích sâu hơn về đối tượng object assign này các bạn nhé đó thì bây giờ bắt đầu là các bạn có thể truyền đồ số thứ nhất là cái object của các bạn là object style của chúng ta đây và đồ số thứ hai là một cái object mà các bạn muốn được hợp nhất được được nó assign cho cái object số 1 này được chưa thì bây giờ đây là một object này thì bây giờ các bạn muốn có cái thuộc tính là style này hai này và background color này đúng không thì bây giờ các bạn chỉ cần đưa vào đưa vào đây đó và tương tự như vậy các bạn đặt cho nó những cái giá trị như khi nãy các bạn đặt thì bây giờ là thằng width này mình sẽ cho nó là bằng 200 pixel đấy ạ thằng hai này mình sẽ cho nó là bằng 100 pixel ngược với khi nãy một chút à, background thì mình sẽ cho nó là màu green các bạn đưa cái mã màu thập lục phân vào đây cũng vẫn ok các bạn nhá mình refresh này đó, các bạn nhìn thấy không ạ? được rồi thì đây là cái cách để các bạn có thể uh, uh, sử dụng để thêm nhiều cái thuộc tính uh, thuộc tính uh, về CSS uh, uh, tức là thuộc tính nhiều thuộc tính của object style cho một cái object style này được chưa? đó thì bây giờ các bạn xem nào nó sinh ra CSS như nào nhé bấm vào các bạn sẽ thấy à, nó sinh ra CSS inline được chưa? đây các bạn nhìn thấy đây nó ra một uh, attribute style và nó thêm những cái thuộc tính CSS và tự động nó cách nhau bởi những cái dấu chấm phẩy các bạn nhé thì bây giờ bắt đầu là chúng ta sẽ thử uh, đi uh, get ra cái giá trị xem nào giá trị của một uh, thuộc tính uh, css một thuộc tính style trong một đối tượng uh, à, trong element style của chúng ta nhé thì bây giờ mình thử đi get ra cái background color thì mình sẽ làm như thế nào à, đơn giản thôi mình in ra thôi có số lốc này uh, box element chấm style và chấm cái tên thuộc tính mà các bạn muốn lấy ra giá trị mình refresh đó mình đã lấy được ra cái chữ green ở đây để ạ còn nếu mà bây giờ mình lấy ra chiều ngang thì mình cũng chỉ là gì chấm width thôi đó nhưng các bạn lưu ý nhá cái cách như thế này là đang lấy ra cái giá trị của thuộc tính CSS chứ không phải là lấy ra cái chiều ngang của đối tượng các bạn nhé à, tránh hiểu nhầm cứ qua thằng style này là đang lấy ra cái thuộc tính CSS inline của nó thì giả dụ nếu mà không có cái thuộc tính CSS inline của cái element này thì các bạn sẽ không lấy được ra cái value của nó Dạ. Và các bạn cũng nhớ luôn giúp mình là à, Với cái cách này là các bạn đang set CSS inline chứ không phải là in, uh, CSS internal hay là external các bạn nhé Cách này là các bạn chỉ có thể sử dụng nó để set CSS inline thôi và cái cách này thì Bình thường chúng ta cũng không dùng nó để CSS Mà chúng ta sẽ dùng nó để trong những cái Nhiệm vụ mà chúng ta chỉ uh, à, Cần thêm CSS chứ không phải mục đích Chính của cái cách này sinh ra là để Đi CSS cho đối tượng nếu mà để CSS Cho đối tượng thì các bạn hãy sử dụng CSS Với cái file CSS viết ở bên uh, ngoài External đúng không ạ còn còn những cái trường hợp cụ thể để sử dụng cái thằng element style dom style của uh, một element như thế này thì chúng ta sẽ cùng nhau học ở một vài video tới thì chúng ta sẽ qua những cái ví dụ thực hành là lúc đó các bạn sẽ biết cách để các bạn có thể ứng dụng được uh, cái đối tượng style khi làm việc với một element các bạn nhé ok thì trong cái video này thì uh, mình chỉ cần nói như này thôi còn lại hãy để các bạn tự khám phá uh, và các bạn hãy cần solo thử cái thằng uh, Uh, element và gọi từ cái đối tượng cái thuộc tính là style và các bạn nhìn những cái thuộc tính nó có. Sau đó là các bạn có thể tự chủ động để các bạn có thể thực thử nghiệm thay thế vào để các bạn nhìn được cái sự thay đổi các bạn nhé. Ok thì video này đến là kết thúc. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.